Chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm con game A triệu phú bằng Alloy Studio. Thì ở phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần danh sách, lấy số tiền mình sẽ được tiền thưởng đấy. Ok, thì bây giờ mình mở project lên nhé. Mình làm project lên này, mình vào trong cái activity thứ hai nhé. Đó. Có phải cái phần danh sách tiền thưởng mình sẽ có một cái ở bên này, xong mình vuốt sang nó hiện ra đúng không? Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ đây, mình lúc đầu mình thiết kế thì mình cho nó vào một cái line như thế nào đấy, có thể sắp xếp là vertical đúng không? Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái line như thế nào đây. Hai cái layout mà mình tạo ra được đấy vào trong cái layout đấy. Sau đó tiếp theo mình sẽ xóa cái vertical này đi và mình sẽ sử dụng một thằng là thằng đường đường row layout. Nó chính là thằng này. Thằng đường row layout có tác dụng gì? Có nghĩa là nó sẽ tạo mình sẽ xét vào graffiti trong này là center đấy. Và tiếp theo đấy thì ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái vertex theo mastering và cái ở đâu chết rồi, thằng này phải là layout graffiti ok và cái thằng layout graffiti của cái thằng này này, của thằng này mình sẽ để vào đây đó. Đấy, các bạn nhìn thấy nó có khi mình kích vào cái layout này nó sẽ có, nó sẽ tô viền một cái vùng layout ở trên này ở bên bên tay trái à. Nhưng có gì ạ, cái gì thì sai sai nhỉ? Đấy, xóa xóa gravity ở phần layout kia đi. Đấy, thì là cái layout này nó sẽ bị ẩn nhá. Khi nào các bạn vuốt sang ấy, thì sẽ hiển thị ra lên trên này các bạn. Để cho rõ hơn mình cho nó cái background này. Bây giờ thằng FFF thì phủ trắng đi. Đấy. Và mình diễn văn thử cho các bạn xem nhé. Xem là cái layout nó hoạt động kiểu gì. Cái layout tiếp này. Đấy. Rồi bấm run này. Rồi chọn máy ảo. Đây máy ảo mình đây. Ok. Đợi các bạn đợi lâu chút cho nó cài vào. Cao héo quảng cáo lắm nhá, mấy game nó không chơi đâu, nó chơi game kiếm hiệp, mấy quảng cáo về kiếm hiệp. Máy nó kêu, không biết các bạn nghe tiếng máy mình kêu gì đó, để mình nghe tiếng máy mình kêu có lắm. Báo mình nói cái gì nè, để mình được có việc không hết nè. Rồi mình run lại này.
Rồi đó, lúc nào lên cho mình nhá, mình sẽ bắt đầu. Đó. Rồi bây giờ nhá, khi mình thêm một cái đĩa ở bên trái, bên tay trái rồi không, mình vuốt sang. À, có vuốt mạnh ra đấy, các bạn nhìn được. Đấy, nó chính là cái tiếp đĩa mà mình mới thêm vào. Đấy, các bạn bỏ ra. Bỏ ra sang. Đóng lại. Bỏ sang, đóng lại. Đấy, ok. Rồi, nếu thế thì bây giờ nha, bây giờ tiếp theo hay là mình sẽ phải lấy đấy, khi mình mở cái hình ảnh mình download về, mình tắt trong chôm của mình đi rồi. Tiếp theo hay là mình sẽ phải tạo ra một cái vùng, một cái đằng này có thể là một cái list view chứa các cái text thôi, chỉ list view chứa các cái text thôi. Rồi, ok. Rồi, nếu thế thì bây giờ to lại này. Đấy. Thì mình sẽ vận đẩy vào trong này, mình sẽ cho thằng này một cái graffiti nhá, là xem chờ padding, mình cho nó một cái padding một phần 10 dp, 10 dp đấy. Và trong này mình sẽ cho nó một cái nick view có độ dài là mắc ra được mình nó góp cầm thêm đấy. Ok, rồi tiếp đến nữa là mình sẽ phải đi tạo ra cho nó một cái layout item, một cái item để chứa các cái ô text ở trên bên đấy, hoặc là mình sẽ gọi là item mà tiền hiệu đi, item tiền hiệu. Tiền thưởng chứa các cái text tiền thưởng là đấy, những cái text này nhá. Thì trong này mình sẽ có một cái tag view, có độ dài là mắc tên mắc cầm tên graffiti, mình để cho nó là center vertical, cho mình cho nó cái padding là trăm ở đâu tầm 5 dp, 5 dp hoặc là dp 10 dp. Tiếp đến nữa mình cho nó cái tách để cho hiện ra nhé, ví dụ câu số 1, như số 1 này tách đi, 3 cái tách đi, phần thưởng sẽ là 500.000 đồng, 500 không 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 đó, 500.000 đồng. Đồ mình sẽ cho cái tiền làm cho giống hình ấy, thì mình sẽ cho nó cái biểu tượng đô la thôi. Cái hình nhau đó. 500 thôi, 500 là nó sẽ hiểu. Nhưng cái đang mấy ngày không phải 500 đâu. Rồi cái tách nó hơi bé nhỉ. Đó, tạm nhìn, nhìn đi rồi, tách hơi bé. Đấy, cho nó thêm cái tách size. Tách size nó tầm 20 SE, A2. Tách ball style, cái này cũng ball này. Đấy. Tách color ở trong này nhá, mặc định text color của nó là màu cam đúng không, còn lại là câu nào mà câu còn cái thằng còn nghĩa là cái thằng thằng số 5, còn những cái thằng số 5 này, số 10, số 15 mình sẽ là màu trắng đúng không. Tạm thời mình sẽ để cho text màu cam trước, màu cam nó mà mình kích vào đây là mình chọn cho nó màu cam, cam đậm màu đẹp. Sang lượng hơn kẹo. Tiếp đến nữa, tiếp đến hoàn toàn sáng sáng thì nhìn ra nổi cái cam nhìn tối lắm. Đấy. Cái này xong chưa? Có vẻ như là xong rồi đấy. Tách màu cam. Rồi ok, nếu như mà tiếp đến này, tiếp đến nữa thì mình sẽ vào trong Java com, trong này mình sẽ tạo ra cho nó một cái package đó, tên là adapter. Adapter trong này mình sẽ tạo ra một cái Java class nên là tiền thưởng adapter. Tiền thưởng adapter sẽ kế thừa
Mình cho thằng này kế thừa extend. Extend thằng Arayato. Arayato là chính nó. Kế thừa Arayato em có kiểu kế thừa vào kiểu là kiểu string. Rồi tiếp đến thì mình sẽ tạo ra, phải tạo constructor cho nó. Mình sẽ chọn cho nó cái constructor này nhá. Constructor 1, 2, 3, 4, constructor thứ 4. Ừ. Thì nó không phải constructor thứ 4 đâu, các bạn để ý nhá. Với cái chuyện là thứ nhất là context, thứ hai là resource, và thứ ba là một cái mít. Đó, bởi vì này, mình dùng phiên bản là Agoisco 3.5 thì nó có thể là, có lẽ là cái lựa chọn thứ 4, cái constructor thứ 4, nhưng mà như phiên bản khác thì nó khác thì là đấy kiểu đấy, ví dụ đây nhá. Xong trong này mình sẽ tạo ra cho nó một cái biến context, my context. Đấy. Và tiếp theo nữa là một cái arrayMid. ArrayMid kiểu truyền một kiểu của ấy là kiểu string a đấy chấm phẩy. Ok, in cây của mình theo mình gõ chữ hai chữ a ra thằng này. Ôi, cây lỗi rồi. Mặc định. Đấy, ngay lỗi này. Rồi, tiếp đến nữa. Thì vào trong context. Vào trong constructor thì mình sẽ gọi cái thằng context của mình ra. Đấy, mình dán cho bằng cái biến context mình truyền vào. Tiếp đến là cái thằng. Tiếp đến là cái thằng Aris của mình. Đấy, mình sẽ khởi tạo lên new cái này và truyền vào trong lúc khởi tạo luôn thì mình sẽ truyền vào cho nó cái thằng object, mới vừa khởi tạo vừa lấy cái thằng object này này vào trong cái array của mình. Cuối cùng đó thì mình sẽ gọi cái hàm, mình sẽ ghi lại cái hàm get view trong những kiểm tra. Đầu tiên kiểm tra nếu như một con vật view của mình mà bằng null là rộng ấy. Đấy, chưa có giá trị em. Thì mình tạo ra cho đầu tiên là phải tạo ra cái thằng layout interface inflate lên bằng hồi đồng ý hồn các kiểu này này my contact chấm get system service truyền vào cho cái thằng layout interface service đó chấm lại và gọi cái thằng con vật view này bằng inflate.inflate truyền vào error.layout. Gọi đúng là cái item gì thì của mình đó và luôn và chấm vào. Rồi sau đấy xuống đây mình kiểm tra, để kiểm tra nhé, kiểm tra xem cái ID của mình có dữ liệu không, cái size của nó lớn hay không, không nếu lớn không thì mình mới tiến lại mình set, mình lấy cái string ở trong cái thằng list này và mình đổ vào trên cái tag view này thì đổ vào được, phải đổ vào được thì mình sẽ phải dán id cho thằng tag view đã. Txt tiền thưởng đấy, ok copy sang bên after. Rồi thì trong cái list này mình tạo ra cho ông thằng tag view txt đăng bằng con vật view chấm fill view by id, fill view by id đây chính nó r chấm id chấm txt gọi đúng cái id mình vừa đặt cho tag view đó. Rồi xong, rồi sau khi đấy ở đây xong nhá thì thứ nhất các bạn nhìn lên những cái mốc 5, 10 và 15 chữ màu trắng đúng không? Đấy, nên là mình sẽ kiểm tra nếu như cái position là cái vị trí truyền vào ấy cộng thêm với một, phải cộng một nhé, bởi vì bộ đếm của mình sẽ bắt đầu không phải bắt đầu đếm từ bình thường mà sẽ bắt đầu đếm từ không, thế nên là nếu như mà cái số bình thường ở ngoài mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5 thì cái position ở trong là sẽ là bằng 4 đúng không? Đấy, nên đếm từ 0, 1, 2, 3, 4 này đấy. Và chia phần trăm cho năm là chia phần trăm cho năm bằng bằng không, nghĩa là chia hết cho năm đấy. Đấy thì có phải thằng này chấm set
tách mình sẽ gọi là cái tách đi của mình, set tách color. Còn mình phải xét vào đây là màu trắng đúng không? Đấy, mình sẽ gọi color. Color chấm color chuyển vào một cái mã string thăng ff. Rồi, còn nếu không, thì sao? Có copy y nguyên này cho mình nhá. Đấy. Mình sang bên đi theo này, mình lấy cái mã màu mình xét cho thằng này. Đấy. Mình thay vào chỗ cái thằng eo thôi. Đấy, để thứ nhất. Rồi. Đến cái thứ hai. Đến cái thứ hai. Có đẩy như một chút này là cái khoảng cách giữa cái số thứ tự, đây là cái số thứ tự câu hỏi đúng không? Còn đây là cái khoảng trống á, cái khoảng trống sau đến cái chỗ bắt đầu số tiền đấy. Đấy thì nó phải nó căn đều nhau đúng không? Như thế tí mình sẽ làm sao nhé, tí làm sao nhé. Bây giờ mình sẽ gọi để mình sẽ cứ từ từ đó. Còn mình có cái position là cái vị trí đúng không? Nhưng vị trí sẽ bắt đầu từ không nên là mình nên muốn lấy ra cái vị trí để mình dùng để hiển thị ấy. Mình khai báo lên những vị trí này là position cộng thêm một. Tiếp đến nữa là string, string hiển thị text, mình sẽ gọi là text hiển thị bằng, coi là bằng cái vị trí này cộng với lại một cái khoảng trắng 1 2 3 dấu cách đúng không, cộng tiếp với cái amidit string của mình vào là mình sẽ truyền vào cái tiền nhé. Đây mình sẽ cộng với cái đô la và cái số tiền ấy là cộng với lại amidit chấm ghép position đó. Và cuối cùng mình gọi cái là cái v tuyển thưởng lên, mình set text cho nó đấy, chấm set text truyền vào đúng cái hàng text hiển thị đấy. Thế là sao? Và sau ra ngoài cái ít này thì các bạn nhớ ra tên con vật ghi cho mình đó, thì nó mới không báo lỗi đó. Xong rồi mình có AP rồi, bây giờ mình sang bên main activity 2 được chưa. Công việc đầu tiên mình là gì, mình đặt ID ra ngoài trước đã. ID NFV tiền thưởng đấy, copy này sang bên này. Đầu tiên mình sẽ ở đây mình sẽ khai báo một cái meeting nói về tiền thưởng rồi thứ thế này nhá. Mình sẽ đầu tiên bao giờ mình thấy mình cũng phải tải là 4 hàm public void init ddd ánh xạ Ctrl D nhé, các bạn nhớ Ctrl D kích vào thằng dòng này Ctrl D này. Đấy thì sẽ copy cả cái dòng này các bạn, ánh xạ này. Setup set click rồi, và đây là trong này mình sẽ gọi từng hàm ra init ánh xạ setup set click. Ok rồi thì cái thằng ánh xạ này thì mình sẽ viết cái thằng init kia mình sẽ ánh xạ ở trong hàm ánh xạ bằng view by id rồi chấm id chấm nfv tiền thưởng. Xong sau khi lấy xong ở đây rồi, xong ok để đây trên này mình sẽ tạo ra cho nó một cái là tiền thưởng ap, tiền thưởng ap, tiền thưởng ap đấy, và một cái thằng id string arr tiền thưởng chứ phải. Rồi thì ở trong hàm init nhé, trong hàm init này đây thì mình sẽ new cái thằng này lên, new thằng cái tiền thưởng lên, và thằng này thì mình bắt đầu mình thêm vào, mình gọi là arr tiền thưởng chấm add đấy, bắt đầu mình thêm vào các cái mốc tiền thưởng cho nó, mốc tiền thưởng cho nó nhé. Rồi có cái mốc tiền thưởng cho nó đâu, cái ảnh của mình đâu nhỉ.
cơ. Đến phút sau này là cho mình nhìn nó rõ. Thực ra mình dùng hai màn hình, mình dùng hai màn hình nhưng có thể các bạn thấy đầu tiên là 100 đúng không? Từ âm mình căn chuyên D âm 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 3 này, 4 này, 5. Rồi bắt đầu 100. 100. 100 này, tiếp đến là 200. Tiếp đến nữa là 300. Tiếp đến nữa là 500. Tiếp là một củ. Một mê. Hai củ. Bốn củ. Tám củ. 16 củ. 32 củ. 64 củ. Đồ hồi sổ thị trường nhiều quá. 125 củ. 250 củ. 500 củ. 100 cùng là 100 củ. Ôi bao giờ mình mới được 100 triệu đây. Rồi xong. Sau khi thêm xong rồi nhá, thì mình gọi cái thằng tiền thưởng đá cơ của mình ra. Mình khởi tạo new. Truyền vào, đầu tiên là contact. Thì các bạn truyền vào giúp cho mình chính là cái thằng main ID hài này. Tiếp theo đó là số 0. Tiếp đến nữa là cái ID tiền thưởng mà mình vừa mới khởi tạo. Đấy. Chấm phẩy. Rồi xong. Thì ở trong làm setup mình sẽ gọi cái tiền thưởng của mình chấm set adapter và mình gọi truyền vào cho nó cái làm tiền thưởng adapter của mình đó là xong. Rồi bây giờ mình sẽ run thử nhá, xem được cái gì nhá. Rồi, rồi lên ai chung rồi mình nhấn chữ bắt đầu này. Rồi, có cái nick của mình nó ở bên này đúng không? Đây mình kéo sang. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, bộ nào nó sang đẳng chín, tuy nó chưa giống như kia cho lắm. Nhưng mà hiện tại, cái thằng này nó bị mất. Why? Mà sao nó chỉ hiển thị 14 cho mình thôi? Cái số 100 triệu mình đâu, cái số 100 triệu mình nó ở dưới này à? Rồi, bởi vì là cái background của này mình để nó màu trắng. Và cái text của nó là màu trắng nên nó bị trùng rồi. Đây bây giờ mình bây giờ bắt đầu chỉnh lại một tẹo này. Đây cần tí toán đây đấy. Thứ nhất mình biết là mình không để nó mắc cây được nữa, để cho nó khoảng tầm 300 dB thôi, 250 dB thôi. Không biết 250 dB có đủ không thôi, cứ cho nó 300 350 dB đấy. Và tiếp theo cái background á, cái background mình phải để cho nó màu tím, mình không để màu trắng nữa, cái trắng nhìn thì nó bị ấy lắm. Đấy, một tí này. Rồi văn lại này. Rồi, bắt đầu này. Rồi, vô sang. Đó, thấy ok chưa? Ok chưa? Rồi nhưng mà có một chút vấn đề, đúng là cái tập một này nó phải bắt đầu từ dưới này chứ không phải là bắt mình có nghĩa đi từ đây phải đi từ đây đi lên. Ừ, thì thế bây giờ mình sửa lại một tẹo, không phải sửa lại một tẹo, sửa lại nhiều tẹo. Anh em mình xem bây giờ mình thay vì thế thì mình sẽ thêm bộ này lên trước. Đây đấy. Thế nên mình nói mình còn cần rất nhiều kỹ toán này trong này.
Thế mà thấy quá. Đúng không? Nếu một thằng đúng không? Đúng không? Nó chết 300. Đây là đó, ok. Rồi, văn lại này. Chắc chắn sẽ ra lỗi thôi. Đúng không? Không ra lỗi không được á. Bắt đầu chơi. Một sàn rồi. Đó, cái thứ tự kia thì đúng rồi. Nhưng mà thứ nhất cái ô bôi màu trắng là sai đúng không? Ô trắng bôi sai, thứ nhất là bôi đây này, bôi này, ô này với ô, bôi này một này hai này ba này bốn này năm này, đây bôi này. Rồi bởi sao? Bởi vì nó đơn giản thôi. Có cái này mình xem lần đầu tiên là cái vị trí của nó là sẽ là vị trí thứ một đúng không, chứ không vị trí thứ 15, thì mình phải lấy ra được cái vị trí thứ 15. Thì đây mình sẽ khai báo đây một số nhé, Inter POF đi bằng 15 trừ đi cái thằng partition đấy, 15 trừ partition. Và đây thì mình thay vì mình tính toán bằng cái thằng partition này không, thì mình tính toán bằng cái thằng có mới của mình đó. Và cái hiển thị cũng thế, cái vị trí mình xóa đến vị trí đi, không cần đến vị trí nữa, mà mình thay bằng cái biến position của mình. Thì có lúc đầu vào position mình không không thì là cái thằng POS này sẽ bằng 15 đấy, position bằng 1 thì cái thằng sẽ bằng 4, không cứ thế lần lần rồi lăn lại này. Đâu mua sao nó chết, mất mạng sang sang hai ở thái rồi đúng rồi đấy. Rồi ok, thì bây giờ tiếp theo nữa là để cho nhìn cho nó đẹp đẹp tí ấy. Các bạn nhìn thấy cái đó bị lệch không, cái thằng này so với cái thằng này đã bị lệch rồi đấy. Thì đây trong after thì khai báo cái string là string khoảng trắng, chính là cái khoảng trắng này của mình nhỉ, khoảng trắng chính thật. Và mình kiểm tra nếu như cái position kia của mình ấy, cái POS kia của mình ấy, nó chia phần trăm, nó chia cho 10, nó lớn hơn không. Nếu không nghĩa là sao, là những cái ký tự này, những cái số 10 này, 11, 12, 13, 14, 15 thì có phải là mình sẽ để yên, còn những cái thằng này thì mình cộng thêm cho nó một khoảng trắng để cho thằng này đẩy ra ngoài bằng mấy thằng này. Đấy, đúng không? Thì có sẽ dừng bằng 10, bằng 0 này. Thì thằng khoảng trắng sẽ bằng ba dấu cách, một hai ba, phải bốn dấu cách đi, năm dấu cách đi đấy. Còn nếu không eo cái chỗ eo đấy khoảng trắng sẽ bị bớt đi một dấu cách, hay là sẽ tăng thêm một dấu cách, quên đấy, tăng thêm một dấu cách đấy. Và chỗ này thì mình sẽ không cộng với lại ba dấu cách nữa, này mình cộng với cái là khoảng trắng đấy. Quan lại nhá, xem được cái gì rồi. Bắt đầu đó, ok chưa, đẹp chưa đó, ok rồi. Thì ở video phân tích tiếp theo thì mình sẽ các bạn bắt đầu làm được cái thằng này đó. Rồi, bắt đầu làm về cái thằng câu hỏi ấy. Đấy. Rồi, video của mình xin được dừng lại đây. Chúc bạn hoàn chỉnh vui vẻ.